đây là em Lân, đây là chị Dạ Lan, anh Tôm. Chị Đăng Thanh là vợ của anh Tôm, chị Dạ Hân. Tất cả chúng ta làm quen với nhau đi. Dạ, con cảm ơn ba. Con chào dì. Em chào mấy anh mấy chị. Em tên là Phi Lân. Ủa, sao em dám gọi ba chị là ba vậy? Dạ. Tên con. Sao vậy? Ủa thì con tắc mắc con hỏi. Mắc công chết chị thiếu hiểu biết. Đây này để lấy nhà mang. Nhưng mà tại sao con chết trước khi hiểu biết đó, hiểu không? Cười cái gì? Tụi con ơi, đây là con nuôi của ba con á. Công nhận nhìn em đẹp trai quá ha, giống như diễn viên vậy á. Ủa em giống ba giống mẹ vậy Lân? Mẹ em nói là em giống ba. Giống ba hả? Dạ. Giống ba đẹp trai lắm hả? Tội nghiệp em lắm con. Mẹ chết rồi mà ba thì đi làm xa hoài à, bỏ em ở nhà một mình vậy đó, đâu có ai lo lắng quan tâm chăm sóc đâu. Cái ba con mới nói thôi bây giờ thời gian này đưa em Lân á về ở nhà mình tạm rồi lo lắng phụ với nhau đó, nên tụi con thương em nha. Đi dạ. Thôi gia đình mình ăn cơm đi. Dạ con mời ba mời mẹ. Chờ con này nãy giờ mình từ từ để người lớn ăn. Mình ơi mình để ăn cơm, em có làm sức cho mình là mình ăn sức đi nghe mình nha. Ăn đi mình. Mình ăn đi. Ăn uống cho có sức khỏe nha mình nha. Ăn mấy cái kia huyết áp cao đó không có được đâu. Dạ dạ. Mời ba mời mẹ ăn cơm. Mời về mời ba. Này con ăn gà đi con. Này con, ăn gà đi con thích ăn gà đó. Ở đây gà, em ở đây rất thích mà rất hoài. Con thích cái... Thích cái gì? Ăn cá đi, hai đứa ăn cá. Trời, món gà này dì làm hả dì? Trời, ngon lắm luôn hả dì? Ủa, vậy là dì đoán đúng hả? Con thích gà thiệt á hả? Đúng rồi, con thích ăn gà lắm luôn hả dì? Trời ơi, riêng chuyện gì chứ chuyện gà nhà này bao la đúng không mình? Dạ. Con nói ngày nào cũng mua mấy con ăn cho nên con ăn khi nào ngán thôi. Dì mời con hàng ngày luôn nha. Mẹ con nói hả là con ăn gà giống y hệt như ba con vậy luôn á. Ba con thích ăn gà nữa. Mẹ chị hay chọc á, là kiếp trước mấy con gà có nợ với ba cho nên kiếp này mấy con gà bị ba ăn hoài á. Còn thấy chị Dạ Lan nợ với con ơi. Con này chị cho ăn gà, ăn cá chứ ăn cái gì? Nói dễ là đàng hoàng ăn nghe chưa? Cái chị Dạ Lan có thù với cá thôi giờ ăn nguyên con luôn á. Em giờ nói gì đó hả? Mà xúc. Rồi, cái nhà ăn cơm đi con. Dạ. Trời ơi, em đã nhận mình rồi. Em đi, nó ăn sốc đi nè. Cái này của mình nè, ăn để giữ gìn sức khỏe cho em, lo sức khỏe cho mình lắm. Ăn đi, ăn đi. Mặn, đau. Ăn đi mình. Em đút cho mình ăn nha. Mặn lắm. Ăn đi nè, nè, ngon quá. Rồi, cái này đặc biệt đặt cho mình đó. Con riêng hả? Nam Mô Di Đà Phật. Ôi trời. Dạ mẹ, con cũng tính là đợi mẹ đi chùa về rồi con nói cho mẹ nghe. Nhưng mà tính tới tính lui, con thấy là con cần phải cho mẹ biết sớm. Trời ơi Phi Long ơi, sao con có thể phản bội vợ con như vậy được? Giờ chuyện sao? Làm ơn kể cho mẹ nghe coi. Con với Vi biết nhau trong một đám cưới người bạn con, thì tụi con cũng quen biết cho bình thường à, chứ không có gì. Rồi một thời gian sau thì Vi có nói với con là cô ta muốn sinh con một đứa con. Thật ra thì con không có đồng ý, nhưng mà sau khi con biết được hoàn cảnh của Vi rất là neo đơn và cũng khao khát có một đứa con, con thấy điều đó rất là đúng, cho nên con bằng lòng. Trời đất ơi, sao mà cô gan quá vậy? Rồi bao nhiêu năm nay cô ấy có làm khó làm dễ gì con không? Chưa bao giờ Vi đòi hỏi một cái trách nhiệm về con hết, cho tới khi cô phát hiện ra cô bị bệnh nan y. Cô mới đề nghị với con là cho Phi Long nhận cha. Cô sợ cổ mất đi rồi thì thằng Long nó sẽ bị coi khúc. Nam Mô hay Di Đà Phật. Sao có nhiều người khổ vậy không biết nữa. Rồi giờ cái chuyện nhỏ đó, con coi cho tính cho nó về ở chung nhà không? Dạ mẹ, vợ con rất là tốt, vợ con đồng ý rồi đó mẹ. Chỉ có điều là cổ đang trừng phạt con mỗi ngày. Con à, mẹ xin lỗi là Vào những lúc vậy mẹ không thể nào mở miệng mẹ bênh con được. Tại vì lúc này mà mẹ nói cái gì cũng như là thêm dầu vô lửa vậy. Thôi giờ mẹ tính vậy nha. Con tạm thời con cho Phi Lân nó về ở với mẹ đi. Rồi cái từ từ con tìm cách con nói chuyện với vợ con sao nha. Con sẽ nói chuyện lại với vợ con. Con hy vọng là vợ con sẽ đồng ý. Em nói là không được. Thằng Phi Lân nó phải ở trong căn nhà của mình. Ngay cả nhà bà nội nó cũng không được qua bên đó ở. Em không muốn mọi người ta nhìn vô em là người mẹ hẹp hòi, ích kỷ hay cái gì đó. Thì như vậy cũng tốt thôi. Từ xưa tới giờ mẹ vẫn thích ở một mình. Bây giờ thằng Phi Lân nó qua nó ở chung với mẹ, anh sợ là mẹ cũng không thoải mái. Chứ không phải là anh sợ là thằng Phi Lân là nó không ở bên cạnh anh. Anh xa đứa con trai ngọc, trai vàng đó của anh hay sao? Vậy chứ bây giờ ý em muốn gì? Về đây thì em cũng không chịu. Cho nên anh buộc là anh phải đem gửi bên mẹ. Mà thật ra khi thằng Phi Lân ở đây anh thấy là anh chị em của nó đều rất là thương yêu nó. Chị em nó vẫn chan hòa hòa đồng với nhau mà. Nhưng mà em muốn nó về đây ở để em dễ kiểm soát tất cả con cái. Anh nhìn đó là ngoài hình thức thôi. Làm sao anh biết được trong lòng các con nó nghĩ gì? Một người cha đã làm buồn đau lòng tụi nó, phụ lòng tụi nó như vậy thì làm sao mà em dám nhìn nhận ai đây? Thật ra từ trước tới giờ mẹ con của Vi cũng chưa bao giờ đòi hỏi điều gì. Cho nên anh thấy rằng anh cũng không làm gì có lỗi với họ hết. Chính vì vậy cho tới giờ phút này anh cũng không thấy có chuyện gì phải xấu hổ với con của mình. Thằng Phi Lân hả? Tiếng một là ba, tiếng hai cũng là ba. Lúc nào cũng ngọt ngào ba con với nhau. Quá ra là anh với nó qua lại thân tình với nhau. Bao nhiêu năm qua anh lừa gạt tôi vậy là quá đủ rồi. Tôi đã nói rồi, dứt khoát là nó phải ở nhà này, không ở bất cứ chỗ nào hết. Mà bắt đầu từ hôm nay tất cả mọi việc đều do em quyết định. Anh không có quyền gì nữa hết á. Nhà con gọn gàng quá ha. Rồi có ai dọn dẹp phụ nhà với con không? Dạ, không có gì ơi. Ba cũng có kêu là thuê người giúp việc đi. Nhưng mà từ nhỏ là con được mẹ dạy là ở sạch sẽ gọn gàng. Nên là con tự dọn dẹp được. Ừ, hay quá à. Rồi ba Long có hay thường ghé qua đây thăm con không nè? Dạ, lúc mẹ con bệnh thì ba có hay ghé. Nhưng mà từ lúc mẹ mất tới giờ ba chỉ gửi trái cây với hoa thôi à. Vậy thôi về ngoài chơi, để con bày đồ cúng cho mẹ. Con cứ tự nhiên đi nghe. Hay quá ha ông Long. Hồi trước tới bây giờ có bao giờ mua hoa cho tôi ngắm không? Hả? Rồi có mua trái cây cho tôi ăn không? Vậy mà bây giờ ông còn cô nữa. Tại sao vậy? Sao dám cướp chồng của tôi? Hơn 20 năm nay mấy người lén lút. Ủa? Dì Ngọc, dì nói gì kỳ vậy? Hả con? Sao dì nói mẹ con cướp chồng vậy? Con nghe làm sao vậy? Trời ơi, mẹ con thương gì đâu số phận đã cướp đi mạng sống của mẹ con. Do bệnh tật như vậy nên dì thấy dì thương, hiểu không? Mẹ con là người phụ nữ tốt nhất đối với con. Nên là con không cho ai xúc phạm mẹ con đâu. Nếu mà dì nói như vậy vậy thôi con sẽ ở đây với mẹ. Dì về bển đi, con không có qua với dì nữa đâu. Con à, dì thấy mẹ con như vậy dì thương muốn chết luôn, thương đứt ruột luôn vậy đó hà. Lân à, dì thấy như vậy nha. Bây giờ mẹ không còn nữa mà con ở đây một mình, không có ai chăm sóc cho con hết. Bà Long của con thì đi công tác thường xuyên. Nhiều khi bản thân của ba mà còn không lo nữa thì làm sao mà lo cho con được. Thôi thì bây giờ về bên bển ở với dì lo cho mấy anh chị, rồi dì lo cho con luôn. Yên tâm đi, thi thoảng dì đưa con về đây thắp nhang cho mẹ con, nghe con. Nếu dì nói vậy thì con sẽ qua đó ở với dì. Mẹ con dạy là phải kính trọng gì như là kính trọng mẹ vậy đó. Mẹ con dạy với con khéo quá à. Chắc là mẹ cũng hay nói với con là phải gắn bó với ba đúng không? Dạ đúng rồi đó dì. Mẹ nói tuy là ba không ở cùng con, nhưng ba lúc nào cũng quan tâm và nhớ tới con hết đó. Nên là không có được buồn phiền hay giận gì ba hết. Đúng rồi đó. Vậy thì con đi về bển ở với ba con nghe. Dạ vậy thôi dì đợi con chút xíu. Con vô soạn đồ rồi con với dì về bển. Bây giờ chị thay mặt em đưa con em về nhà chị để chăm sóc cho nó nghe. Cô có hay nghe cái câu người ta thường nói: người chết mà vẫn chưa hết chuyện. Sao cô chết rồi mà vẫn còn làm khổ tôi như vậy chứ?